Chú lượng nhiêu vậy? Còn còn. Cháu nhớ nữa. Như 256 đó chị. Nhà có xài gì đó. Đây là Togo. Số 4 áo trắng là Hải Volleyball. Nó phải tương xứng nhé. Anh Tý ơi, anh là đây anh ngồi đi. Đổ nước vô hết đi. Đó, trà đường ai làm ngon quá vậy ta? Cái là thưởng thức thôi, trà đường đó chỉ là thưởng thức. Ngon quá. Chắc tannin, gây táo bón. Tannin trong lõi nút chưa gì. Đúng. Ngay lõi phửng phửng đi. Ngay nghề. Ngái trà đường ngon quá. Dài mà. Chắc là phải với hiệu nghĩa bụi. Đau chỗ nào? Còn đau cơ hay là đau dây gì chẳng.
không vợt là thấy người cầm cây vợt rồi vợt người đi xúc cá đó. Hai chân là cái cơ thể nó nhẹ hơn. Bật một chân thì bật hai chân thì nó hư hơn bật một chân. Bật hai chân thì mạnh hơn là hơn. Đặt bằng hai chân. Đấy, coi nữa rồi. Đó rồi. Dậm cái hai chân. Đấy, cũng ngồi nó cũng phải đỡ được chứ để thôi nó cứ cái một ngã luôn á. Biết rồi mà ngay là đỡ liền, tại chứ. Phải rồi kia phải là bắt chân đúng rồi, bắt bật chân thì nó sẽ cao hơn thiệt, nhưng mà nó rớt xuống một chân thì cũng khốn lắm. Lật sơ mi là chối cũng thấy đất không phải là lật sơ mi mà hơi đùi gối thôi chứ không có lật sơ mi. Lật sơ mi là với điều kiện là gia chạm với người bên kia á, nghĩa là hai chân nó vậy nè. Lật là tại do là quýnh cái nền nó nguyên thôi chứ sao mà lật được. À, nó banh được phải rồi. Còn gì nói nữa. Mà còn gì nói nữa. Nó banh là có da chạm rồi. Có nghĩa là em nhảy lên đầu có thằng ở dưới nó kèm em rồi. Dạ. Vậy là do, có thể là do nhiều cái lý hơn. Không làm sao mà mình xuống mà xuống bằng. Có mang giày không? Đúng không? Làm sao xuống bằng này được? Trừ khi có da chạm xuống bằng này. Cũng có thể rồi, cái đó cũng là một lý do. Nãy giờ ai bắt giùm ai? Em bắt đi. Đủ. Vô trắng nhờ. Mày trắng phải không? Trắng kiều hoàn công. Rồi trắng kiều hoàn công. Rồi vô kìa, tay ông tài tao bắt kìa, thấy động hoài. Khởi động đi anh Tý, khởi động cho nóng lên anh Tý. Anh Tý vô giữa. Nắng đây, lụm bóng kìa. Đi ra ngoài nắng đứng. Ngoài. Bắt kỹ vô. Đi ra đi vô thay người bắt tay nhau cái ơi. Để người ta nói nghịch. 2-1. Chuyện bóng xuống quắc. Vô chìm. Nói vậy đó. Còn. Nhỏ. Ba heo. Ba bằng nhau. Nếu mà bỏ sao đồng kia có thể anh bay được, lấy được. Ba bằng nhau. Tốt rồi.
Chuyện với bóng xấu tao nói tốt rồi, chuyện với bóng đẹp tao nói xấu đó. Làm gì tao? Tao ngồi ngoài tao khịa vô đó được không? Năm ba. Chết chết nhỏ luôn. Sao phải bẻ dữ trời. 4-5. Má ngồi đây ngồi cát vô học. Súng báo. Chuyện như cứt à. Bồ bán nó vô không chịu đỡ. 7-4. Ê, nó cho mày một like rồi đó nha. Tốn bám. Tao điểm điểm vào trong tay khùng luôn. Thôi giờ 9-4. Một like nữa là hai like đó nha. Không đó. Có bậy đâu mà. Năm, chín. Cà mấy cái bạn nó bỏ cho phát rồi. Xin cháu. Chỉnh bấy. Cá cá cá. Ăn mừng lưới ấy, ăn mừng lưới. Muốn gì vậy sao không sung chứ ha. Đi bịt tẹt. Mười một. Ăn gian giùm ta luôn. Thấy chơi gì im không? Chơi quá im luôn. Ăn gian giùm luôn đó mà trong ta không chịu. Thấy nãy ta gặp thêm điểm nữa đi. Chơi này chủ yếu thực lực thôi. Ăn gian làm gì? Chết rồi. Bữa nay hiệu sức chủ công bị âm rồi nha. Gì? Tức hả? Cao quá rồi. Ngã vô lại đi, mày cái chuyện là bật ra không. Lụm bánh kìa. Đứng nó suy nghĩ nữa. Chuyện hư người ta nói rồi, cãi không? Cãi không? Cổ chạy lấy người.
cái bóng nó thò qua đại đi phát. Go go. Go go. Có quay nha, có quay cho mà chấp anh mới thì. Bản đồ nữa kìa. Má chơi bình nó không không ngọt quá không? Quá đẹp luôn. Không có trái phản đam đẹp. Phải tính phản đam. Cái độn này ông bật ngửa. Trái bánh nó ngay đường rồi. Thế phải vậy. Né không kịp. Chứ phải né kịp cũng né rồi. Né kịp cũng né rồi. Đi vô. Nãy bên đây phát rồi, nãy bỏ phát rồi. Chị xấu quá. Đâu quá trọng tài không thổi thôi chứ. Trọng tài ơi. Trọng tài. Bắt quyết định vô đây đi. Không ai nói gì đâu. Cái đó phải leo lên cây đó nữa, đứng sẵn. Uống trên tay luôn nó bầu. Dính rồi. Xui không? Đưa đây để đổi thử xui không? Má, tôi bò bển mà tôi đổi nón bò đây luôn nha, đừng giỡn à. Nói chứ quýnh này mà hai trắng quýnh quýnh là không bao giờ ra, khó ra lắm. Yeah.
cái ba nó vô luôn á bộ ơi. Đọc điểm cái bay nắm. Phải, không phải thấp đâu. Chuyện vậy đó. Chứ lao mà. Thì cũng muốn lao. Thiếu quá chứ không phải là thấp. Né. Né. Cái bánh đó có tài đó. Cái gì luôn á. Tám điều. Đầu tư mới qua bên anh đây. Anh chúc anh đầu tư qua bên kia rồi. Quá cặp tiền quá khứ lụm banh vậy. Ơi, hổm đôi công sao? Thu nhiều không? Có gỡ lại được miếng nào không? Qua bữa sau gỡ được 37. Dạ. À còn là ở lại một bữa hả? Ở ba ông bữa. Quýnh với mấy người khác hả vậy? Ừ, quýnh bữa đầu quýnh sang ở bên đường cao tốc của Tân Tạo. Nghe nói bị đập giò đập bụng gì có không? Ừ. Đủ má chơi cặt chơi gì đó, mốt chơi chó. Tuần Hảo á. Chơi gì Tuần Hảo đi chung với tụi nghiêm hiền đó. Quýnh ăn tiền chủ yếu thực lực thôi, chơi gì hay ho gì. Mà Sài Gòn giờ nó vậy đó. Cái xăng đổ từ mới tụi quýnh tụ. Ngoài. Quýnh từ sáng về không thể nào. Chứ còn hàng Sáu vô là chết, hàng Sáu vô là không chết. Không một. Hàng Sáu vô là chết á. Vậy đủ mà công chuyện mà không chết. Má nó quýnh ngộ. Chết nữa rồi. Ăn luôn. Phát nó thở dữ rồi. Nó quýnh cái gì vậy trời? Kẹn mà. Đều. Quýnh gì ăn đó, mấy mày quýnh nó mạnh nên chuyện không ăn. Má mà quýnh. Nghe nói con cháu luôn kêu quýnh cái bánh này không quen quýnh không được. Ờ quýnh cũng được, quýnh tốt nhưng mà giờ nó cũng nghỉ chơi nó đi mặn hết rồi. Hai đô đủ nữa. Miếng này. Đủ. Trong tay ơi. Giáo động viên vô chắc kích thích. Vô lộn mà heroin. Nhiều điểm rồi. Không tốt anh chạy. Dưới đụng máy đậu. Em muốn giữ tay lại tiếp ha. Tốt tí. Em muốn hết máy đại đi em đừng có lơi. Đụng mất ai mới không ông thầy Hải không chắn cào tay nữa em muốn lơi cũng không trên tay không hả đâu. Em muốn xuống hém tạo xuống tay đi. Mẹ chạy. Muốn xuống máy hém nó dễ xuống hơn. Muốn trên tay ổng mà chỉ có một cách một thôi. Bỏ lỗ á. Không có bỏ lỗ á. Với gò đâu đó. Mới trên tay được. Cháu kết rồi mới được vui. Đưa trắng làm cái màn này vậy. Hồi nãy kiếm quýnh anh Hải ông sàn bị nghiêng tay tìm quýnh ngọt. Trắng cao quá rồi. Hôm nay nhiều tuổi rồi. Đến nữa 31 rồi. Má còn bình quá. Nhỏ hơn có 3, có 2 tuổi. Trời phải trắng nó bỏ lỗ. Đồ má. Từ ngày Đông Dương nghỉ tới giờ xuống không có giờ. Mét 7 mấy? Mét 8 không? Mét 8 mấy đâu mà biết 8 mấy. Hồi đó là khám điển ngày vụ mét 82 đó là. Vậy là 80. 80, 81.
tháng năm 19 tuổi. À, vậy hả? Giờ đủ mẹ 30. Cũng cỡ mấy tâm hai á, tâm hai hoặc tâm từ. Hai điều quá không? Mấy hai? Ba điều. Ba điều. Trắng cho bành nó quá tốt rồi còn gì nữa. Trắng tay hơi hở thôi. Cho gì trắng sát tay. Chẳng quýnh không kèm Dũng hả? Tay nó chẳng mệt giòi lắm. Nó phát cơ, nó phát đủ máy. Đứng rồi. Nó phát yêu xìu mà. Kể vô nè. Đứng nè. Gì hả? Quýnh đồ công ở đâu? Chẳng bắt cái thằng kia thủ giữa hả? Đúng rồi. Rồi sao tại bạn bè hay vậy? Bạn bè, mình cứ nghĩ là chơi bình thường gì đâu. Nó lên chỗ nó mặn cũng có 2-3 năm nay rồi. Xong. Ôi dạ, Dũng thì ai rồi? Để em gọi ngoài hả? Thằng đó hóc dữ hả? À, trời luôn thở thị. Ai hóc vậy? Phá. Nó mới nóng đó. Tôi vô đang uống kia chưa thì tại chú chuyện chứ ai chơi thích tài chuyện này mà bốn ngày đỡ xíu là bị nhỏ chắc nhắc không ổn định bóng đó thì đường đó hơi chấp nó trắng mà nó bật cao mà nó dở quá nó bật cao mà nó dở nó thiệt á phải tôi bật cái đó thì bắn 10 trái chấm chỗ quá nói vòng vòng đây thằng nào cũng hải chứ nói chuyện nghe uống máu không đây nè cho mát cái điện thoại ổng cho dù là cái điện thoại của ổng thì chúng mình phải biết qua có đâu em đâu dám gình đi chỗ khác đâu anh cái góc quay em bán này em đâu có biết xài đâu góc quay đâu có chỉnh lại mà chứ thả cũng kết cũng được nữa hả thả cũng kết cũng được.